Rồi tiếp theo là cấp phát bộ nhớ động, thì hồi nãy em có cấp phát ở đây. Hay gì? Bình thường là em khai báo biến con trỏ, em cho nó trỏ vào một cái biến nào đó, tức là một biến thường. Còn bây giờ là em không trỏ vào nào, vào biến nào nữa hết, mà là em tự sinh hệ điều hành cấp phát bộ nhớ với cái câu lệnh là in sao với tôi vợ sẽ bằng là new in, và lúc này nó không có phụ thuộc vào cái biến nào hết. Đây nè, câu lệnh cấp phát bộ nhớ là in sao vtg và toán sử dụng là toán tử new in. Đây nè, đó, tức là cấp phát bộ nhớ, phát bộ nhớ cho con trỏ vtg. Rồi mà khi cấp phát á, là mình phải delete liền, tức là bình thường á anh cấp phát xong rồi á là xuống đây dán giá trị rồi làm gì đó cái một chút nữa quên luôn, cho nên là thường là em có thói quen á là cấp phát rồi là em giải phóng liền, tức là em xóa nó liền, là delete liền ở đây vtr, rồi em nhảy vào giữa em muốn làm gì đó em làm thì chút nó không có bị quên á. Thì cái này là câu lệnh xóa, tức là ở đây là cấp phát, và cái này là câu lệnh xóa xóa con trỏ đi, tức là thu hồi quyền sử dụng nhớ. Đây ở đây là cấp phát quận nhớ, cú pháp là kiểu dữ liệu sao in tên con trỏ bằng new kiểu dữ liệu, tức là cái này là sử dụng tương tự new, còn giải phóng là delete và tên con trỏ, toán tử delete không hoặc sự xóa bất kỳ điều gì mà nó chỉ là trao lại quyền sử dụng vùng nhớ được cấp phát cho hệ điều hành, và sau đó hệ điều hành được tự do gán lại vùng nhớ cho một ứng dụng khác, hoặc là ứng dụng này vùng nhớ này thật sự mất đi khi chỉ có một chương trình nào đó sử dụng là vùng nhớ này. Tức là giống vậy nè, là bình thường á là em khai báo một biến con trỏ rồi em cho nó trỏ vào một cái biến thường, thì tức là lúc đó nó ở chung với ba mẹ, hay là nhà ở chung nhà với anh chị hay là ba mẹ anh, tức là bây giờ là ba mẹ của em có nhà và có sổ hộ khẩu, và sổ hộ khẩu là ba mẹ em đứng tên, thì bây giờ em là con của ba mẹ em, thì lúc này là em ở chung với ba mẹ em, thì giả sử như bà em cho em có tên trong sổ hộ khẩu, thì nói nôm na là em đang ở ké với ba mẹ của em á, thì lúc này là người chủ thật sự mà của căn hộ đó là ba mẹ em, và miếng đất hay là nhà là nó có địa chỉ cụ thể anh. Ví dụ như là ở chùa của em là 146 ấp Phú Hưng, xã An Sơn, Thuận An, Bình Dương. Đó. Thì lúc này có địa chỉ cụ thể luôn, thì giống như là cái địa chỉ hồi nãy giờ em minh ra nó anh, cái dãy số mà hết xa đó, thể hiện dãy số mà học luật văn đó, thì cái địa chỉ thì nó tượng trưng cho là địa chỉ nhà đấy. Thì còn bây giờ là em lớn rồi, thì sau này là em đi làm xong rồi em có tiền em mua một mảnh đất khác và em xây nhà, thì lúc đó cái nhà đó thuộc quyền sở hữu của em là do em đứng tên trong sổ, nhưng mà ba mẹ em không có đứng tên trong đó, em đứng tên riêng một mình luôn, thì lúc này cũng giống như cái việc là em xin hệ điều hành cấp phát bộ nhớ anh, là giống như câu lệnh toán tử new này nè, thì nó em xin hệ điều hành thì hệ điều hành lúc này là đóng vai trò là nhà nước nè, tức là hệ điều hành nó quản lý địa chỉ của mình, nó cấp phát đi, thì bây giờ mình xin, tức là mình bỏ tiền cho mình mua, thì mình nó sẽ cấp phát cho mình một cái địa chỉ đó và mình được quyền sở hữu địa chỉ đó, thì cũng giống như đất anh, thực chất là anh đất đất mà của mình ở đâu này kia mình cắt nhà rồi nằm trong tầm quản lý của nhà nước hết đúng không anh, đó cho nên là chẳng qua là trao quyền sử dụng thôi, chẳng qua là mình có quyền sử dụng mảnh đất đó, đó. Thì giống như cái toán tử new này nè, và ở đây là câu lệnh delete, delete đây là giống như là thật sự á khi mà câu lệnh delete nó chạy tới câu lệnh delete này á, là giống như là bây giờ á em có miếng đất đó, em mới mua miếng đất đó, thì cái miếng đất mà cái địa chỉ của miếng đất đó là thuộc về em, thuộc quyền sở hữu của em, bây giờ em không thích nữa em bán cái miếng đất đó đi, thì lúc đó là lúc mà em bán á, thì em sẽ đi nói với người ta là em bán, là em nói với cò hay là em treo cái bảng ngay miếng đất em là bán đất anh, thì cũng giống như là câu lệnh delete này á, là thật sự lúc delete mà delete BTG này nó chưa thật sự là mất vùng nhớ đi,
nếu như hệ điều hành chưa thu hồi mà chẳng qua em nói câu lệnh delete này nó nói với hệ điều hành rằng á, là à bây giờ á, là tôi không xài cái vùng nhớ này nữa, là hệ điều hành có thể thu hồi lại đi đó. Nhưng mà lúc đó hệ điều hành chưa thu hồi, còn khi nào mà nó thu hồi thật sự, tức là nó mắc thật sự cái địa chỉ này, tức là khi mà nó trao cái địa chỉ này cho cái biến khác à, của chương trình khác á, thì cũng giống như mảnh đất của em á, là em giao lên bán, và thật sự khi nào mà em mất quyền thật sự của cái miếng đất đó là khi em ký kết bàn giao giấy tờ, trên giấy tờ này kia đồ ra ngoài nhà nước công chứng này kia đồ chuyển, thì cái đó gọi là chuyển chuyển quyền sử dụng đất lại cho người khác anh, thì lúc đó em mới thật sự là mất đi cái, tức là lúc đó thật sự em mới là không còn quyền sở hữu cái mảnh đất đó nữa, không còn quyền gì trên cái mảnh đất đó nữa, mà là thuộc quyền sở hữu của người khác, thuộc quyền của người khác. Thì cũng giống như là cái toán tử delete này đó. Đó. Thì mắc thật sự là khi hệ điều hành nó lấy cái địa chỉ đó đưa cho người khác đi, thì lúc đó là quyền sở hữu của cái biến khác rồi, ở chương trình khác, nó giống vậy anh. Dạ thì cho nên là có thể là chưa mắc thật sự, cũng có thể là lúc mắc thật sự là khi mà nó trao địa chỉ đó cho một một cái biến khác. Thì ở đây nè, ví dụ như là em gán là sao VTG bằng 6, rồi ở đây em minh ra là giá trị sao VTG anh, là khi mà em delete rồi á thì giá trị của nó sẽ bị mất đi, nhưng mà vùng nhớ á, thì sẽ phụ thuộc vào giống như hồi nãy em nói nè, cho nên là sau câu lệnh delete mà em vẫn còn in giá trị, có thể là nó sẽ bị lỗi anh. Đây em chạy lên nè, đó nó bị lỗi nè, tại vì em đã giải phóng rồi thì nó mất giá trị đi, nhưng mà vùng nhớ thì có thể mất hoặc chưa, thì cho nên là không nên in giá trị sau khi mà gọi câu lệnh delete. Và ở đây em chạy lên đây nè, đây là vùng nhớ của nó thay đổi nè, nó ra cái này thật sự là giá trị ghét nè, nó đâu có chữ xen vô đâu anh, chữ cái anh, đây nè là a e gì đó, thì cái này nó thay đổi rồi nè, thì cái này nó in ra giá trị ghét nè, còn địa chỉ thật sự thì nó vẫn y vậy nên, tức là chỉ thay đổi vùng nhớ thôi, địa chỉ một vùng nhớ thôi, còn địa chỉ thật sự thì nó vẫn vẫn không có sự thay đổi gì hết, tại vì địa chỉ thật sự là nó thuộc vùng nhớ stack anh, mà cái vùng nhớ stack mình không được đụng vào, chỉ có hệ điều hành nó làm thôi, còn vùng nhớ heap thì mình mới được đụng vào anh, tức là những người lập trình viên như mình đó. Ở đây sau khi mà em giải phóng xong, có lúc thì nó còn, lúc thì không còn, nên em chạy lên lại có nó còn không, không còn. Ok anh, đó là cấp phát bộ nhớ và giải phóng bộ nhớ.